Dạ con mời mẹ uống nước. Cảm ơn nha. Tốt quá. Trời ơi, con định giết tôi hả? Con nghĩ sao mà con cho tôi uống nước lạnh như vậy chứ? Hả? Dạ tại con thấy trời nắng quá cho nên là con rót nước mát cho mẹ uống á, con không nghĩ mẹ bị vậy. Cảm ơn nha. Không có người con dâu nào mà tốt được như vậy đâu. Chẳng qua gì á, con muốn măng me dòm ngó cái tài sản của tôi thôi à. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ, mẹ thấy sao rồi mẹ? Cô nghe đi. Cô thấy tôi bị vậy á, cô vui lắm đúng không? Cô định giết tôi phải không? Tôi không cần cô lo tôi nữa đâu. Để con trai tôi lo tôi được rồi. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Alo. Bệnh viện mới gọi cho anh, nói là mẹ cần phải mổ gấp, nhưng mà anh thì chưa có xây tiền kịp. Bây giờ sao? Dạ để em tìm cách cho. Cô đi đâu về đó? Dạ mẹ, mẹ khỏe chứ mẹ, con mới đi chợ về á. Đúng là cũng còn dâu, tôi bệnh hoạn nè. Mà tôi không thấy cô lo lắng cho tôi bất cứ cái gì hết á. Cô đi đâu tối ngày vậy hả? Rồi cái thứ ăn bám mà không có biết điều là gì hết á. Mẹ à, không phải vậy đâu. Thực ra là vợ con. Anh à, dạ mẹ, tiền hôm bữa mà con mượn để mổ cho mẹ chồng con á, để thư thư vài hôm á con gửi lại mẹ nha. Dạ để bữa nào rảnh á vợ chồng con sắp xếp về chơi nha. Ủa mẹ. Con cho mẹ xin lỗi nha. Khi mà mẹ bệnh hoạn khó khăn á thì mẹ thực sự muốn biết là ai người thương mẹ. Mẹ xấu hổ quá. Con tha lỗi cho mẹ nha. Dạ không sao đâu mẹ. Mẹ khỏe là vợ chồng con vui rồi. Trời ơi sao mà nó lâu dữ vậy trời. Dạ hả con. Đi, đi vô đây con. Ngồi ngồi đây, ngồi đây. Nè, con trai hay con gái vậy con? Dạ bác sĩ không có nhận định được mẹ. Nhưng mà con trai con gái cũng được rồi mẹ. Không có được. Phải nhất thiết là con trai cho mẹ nghe chưa. Mẹ cấm con nghĩ là con gái đó. Tại vì con trai nó mới nói giỏi được. Hiểu chưa? Cho mẹ rờ bụng cái coi. Ờ nó máy mạnh quá con. Như vậy là con trai rồi đó. Mẹ có cháu ấm bồng rồi đó. Ủa con già ra con. Sao rồi bác sĩ nói làm sao? Cậu đưa giấy cho mẹ coi coi. Em bỏ cái thai đi. Bác sĩ nói là em không thể sinh con được. Nếu mà sinh đứa bé là người mẹ có nguy cơ tử vong đó. Anh nói vậy là sao? Ủa tại sao lại như vậy? Là sao? Bác sĩ gì tào lao dữ vậy? Con đừng có nghe, con cứ yên tâm mà đẻ cho mẹ đi. Mẹ bình tĩnh đi. Bác sĩ này rất là giỏi, không thể nào chẩn đoán sai được. Mình đâu nhất thiết phải có con đâu chứ, gia đình mình vẫn hạnh phúc mà. Con có biết á, cái điều thiêng liêng nhất á của người phụ nữ là gì? Là phải được làm mẹ. Nếu mà không đẻ được thì là còn hệ thống gì nữa? Em sẽ đẻ, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì á, em cũng chấp nhận. Không được. Nếu mà em có chuyện gì á, thì anh biết sống làm sao hả? Mẹ sống đến từng tuổi này rồi con. Mẹ chỉ mong có cháu đi ấm bồng thôi à. Nếu mà nó đẻ không được á thì làm sao đây? Con phải kiếm người khác cho mẹ. Chứ mẹ không đồng ý như vậy đâu. Dù thế nào á, con cũng sẽ không làm tổn thương vợ con đâu. Mẹ muốn đẻ thì tự tìm người khác mà đẻ. Hạnh phúc của con là có vợ, chứ không phải có con mà mất vợ. Em, dù có thế nào á thì anh cũng thương em. Không có con thì mình có thể sinh con nuôi. Còn không có em á, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ôi, em nhìn kìa, bà ta đang làm gì vậy? Anh, khoan đã.
Ủa cô đang làm gì đây vậy? Tôi cô uống miếng nước đi cô. Tôi đi làm ngang đây cô, tôi thấy xe sao để đồ trong đây quá mà không có ai á, thành ra tôi đứng đây tôi giữ giùm nữa cô. Em xem có bị mất đồ gì không? Xem cái gì mà xem, anh lên xe đi. Dạ cảm ơn cô nha, đây là xe của vợ chồng con á. Lần sau cô nhớ cẩn thận nha cô. Dạ. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt anh ha. Cô cho tôi xin ít tiền được không cô? Em thấy chưa? Trên đời này làm gì có người tốt. Cô rốt cuộc là cô muốn xin bao nhiêu tiền? Tôi chỉ xin cô 6.000 thôi. Tại vì tôi muốn đi về xe buýt với cô mà trong túi tôi nó hết tiền rồi. Điện thoại nó cũng hết pin rồi đó cô. Chứ không phải... Cô cầm bao nhiêu đây đi. Thôi cái này nhiều lắm tôi không có cần đâu cô. Tôi chỉ cần 6.000 thôi. Nếu mà cô không có thì cảm ơn cô nha. Cô, nếu mà cô không chê á, cô lên xe tụi con chở cô về. Thôi cái này coi là càng không được nữa cô ơi. Tại vì người tôi á, nó hôi hám, nó bẩn thỉu lắm. Tôi không có muốn làm bẩn xe của cô đâu cô. Cô, nhưng mà tâm cô sạch. Chị hai, sao chị hai lại cho tụi em ăn đồ theo như vậy? Chị hai à, sao chị làm như vậy? Hai cô chú nói đủ chưa? Chú có biết tại sao hôm nay tôi cho hai cô chú ăn đồ thiêu không? Đó mẹ. Ủa, con mới tới hay vậy? Dạ, con đói bụng quá, để con ăn cái này luôn nha. Không được, để mẹ nấu cho. Thôi khỏi, mất công quá, để con ăn luôn. Mẹ, cái này hư hết rồi mà sao mẹ không bỏ đi? Lâu nay mẹ ăn được mà. Chú có biết á, nếu mà hôm nay chị không đến á thì cái đĩa thịt này nè là mẹ phải ăn không? Thôi tụi con. Thôi, đừng nói nữa. Lý, chuyện này là sao em? Anh, em không biết. Em không biết gì hết, anh phải tin em. Đâu có, mẹ biết mà, ngày nào còn đồ ăn thừa. Mẹ nói là để lại cho bà nội ăn. Con nói gì vậy? Đừng sợ con, mẹ con còn nói gì nữa. Mẹ còn nói nội già rồi, ăn đồ ăn kia cho lãng phí. Ăn vậy cho đỡ tốn tiền mà còn tích đức cho nội nữa. Lý, sao cô quá đáng quá vậy? Tôi không có. Mẹ nói thích ăn như vậy mà. Với lại mẹ bảo đồ ăn thừa bỏ đi phí đó. Anh phải tin em. Cô im đi. Cô thật là quá đáng. Cô dám nói sự với mẹ tôi như vậy hả? Trời, sao con lại đánh vợ con như vậy hả? Mẹ để cho nó dạy vợ nó. Con mẹ tôi không ra cái gì. Sao cô mất nhân cách như vậy hả? Nếu mọi chuyện không vỡ lẽ, mẹ tôi cứ chịu đựng như vậy á, thì có lẽ bây giờ cô hại chết mẹ tôi rồi đó. Cái gì mà chết chóc ở đây chứ, ăn đồ ăn thừa lại 1-2 năm cũng chẳng chết ở đâu. Thôi, tụi con đừng có cãi nhau nữa. Mẹ ăn được mà. Mẹ ăn ở đó giờ đâu có sao đâu. Cô hết thuốc chữa rồi. Tôi không thể sống với người hai mặt như cô được nữa. Đi vậy đi. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà cả nhà anh đánh tôi. Được, con trai đi theo mẹ. Mẹ, vậy bây giờ mình phải đi hả mẹ? Ừ, mình phải đi thôi con. Mẹ mai mốt mẹ già con cho mẹ ăn đồ thừa được không? Mẹ nói là phải tiết kiệm mà. Lý, mày thấy đau chưa Lý? Mày nên nhớ, mày đối xử với ba mẹ như thế nào á thì con của mày nó cũng sẽ đối xử với mày như vậy á.